Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm một cái đồng hồ trong PowerPoint. Ctrl A, Delete, chèn một đồng hồ vào. Ok, đồng hồ như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chèn cái kim chỉ vào bằng cách Insert, chọn Shape. Ở đây. Chúng ta có thể kéo ra tí nữa. To tí. Chúng ta có thể định trường bằng bốn kia nút trên xuống đó. Ok. Chúng ta cho nó màu đen. Chúng ta định dạng cho nó là no lines màu đen. Thế đến chúng ta sẽ chèn một cái nữa. Shift chèn vào rectangle. Vâng. Sau đó chúng ta chọn cái này màu trắng và nó là no slide outline. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên, nhử phím Ctrl để chọn cái thứ hai, nhử phím Ctrl nhé, chuột phải chọn groups. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ về một đường tròn, insert shape. Này. Chúng ta định dạng cho nó nằm trừa đi, chọn màu đen. Ok, tiếp đến chúng ta sẽ vào animation, chọn kiểu nó quay là kiểu này, kiểu nó quay là kiểu screen đấy, và chúng ta thể thêm 12 lần cho nó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 12 lần. Sau đó chúng ta sẽ tích vào cái này. Chọn từ cái đầu, giữ phím Shift, chọn cái cuối, chọn thời gian là 1. Ok. Sau đó chúng ta lấy 12 chia 60 thì được 0,2.2. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn thật phải, chọn Effects Option. Ở đây các bạn chọn là 30, các bạn nhập 30. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thành quả của nó như thế này. Test thử nhé, Play Off. Và nó sẽ nhảy từng mức cho chúng ta thấy. Từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta định giảm cho góc là 35. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh chiếu lên màn hình, toàn bộ màn hình. Và chúng ta thấy nhảy như thế này. Thì chúng ta có thể làm thế này cũng được, mà chúng ta sẽ làm nó nhảy 1, 2, 3 như các video khác mình hướng dẫn được cũng được, tùy theo độ thiết kế của từng mọi người. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video khám phá PowerPoint với niềm đam mê PowerPoint. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.